thì rớt xuống nằm ở trong cái lùm dướng cái này nè. Ui gì vậy? Hai con không vậy cả nhà? Nè trời, hai con luôn. Trời đất ơi. Mình xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Lát này mình đi thăm bẫy chuột nha cô chú anh chị. Hôm qua mình đặt ở trong cái vườn dừa gần đây nè. Vườn dừa cái này, cái đường cặp lậu nhựa trong này dưới chẹm nha cô chú anh chị. Rồi ngày mới mình mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong công việc của mình nha. Rồi mình xin mời cô chú anh chị và các bạn mình đi theo mình đi thăm. Đi chẹm đồ xuống chà cú luôn á cô chú anh chị. Rồi mình xin mời cô chú anh chị cùng đi theo mình đi thăm bẫy nha. Ở trên cái dừa này nè, dính được một con trên đó đó cả nhà. Đó cả nhà. Rồi tại mình lấy xuống giật cái nhà cho em nha. Sức con dây rồi luôn. Đó. Cái trên cái dừa này dính được con trên đây nè cả nhà. Đó cả nhà. Ở đây mình lấy xuống nha. Đó, mình lấy xuống này cả nhà. Ở trên đó cây đó dính được con trên đó nữa đó cả nhà. Nãy mình đi mình quên đem theo cái cây dựng. Đó cái nhà, trên đó đó cái nhà. Thank you.
đó mình lên xuống gọi nè cả nhà. Trên cây này con cái luôn. Rồi nó gớt dưới đất này cả nhà. Gớt xuống nằm ở trong cái lùm dướng cái này nè. Ui gì vậy? Hai con không vậy cả nhà? Nè trời, hai con luôn. Trời đất ơi. Này vô hai con luôn. Cây trước thì có con cái này cả nhà. Dính này nè cả nhà. Đó cả nhà. Rồi, lấy nó xuống rồi nè cả nhà. Kiến căng quá. Kiến vàng nó căng quá trời. Cái này chưa này, những hình nó sập và không biết dính hay không mà chưa thấy gì chân. Rồi rồi dính này cả nhà. Rồi nó ngồi lại cả nhà. Trên cây dừa đó cái nhà, dính được một con trên đó đó cái nhà. Đó nó ngồi đó cái nhà. Rồi để mình lấy xuống cho cái nhà anh xem nha. Đó. Trên đây cái dừa đó cả nhà, dính được con trên đó đó cả nhà. Đó cả nhà. Rồi để mình lấy xuống cho cả nhà xem nha. Sáng ngày ta hát nha, sùm chưa.
không có tranh thủ mà cũng không kịp đâu cả nhà. Đó mình lấy xuống rồi nè cả nhà. Trên cây dừa này dính được con gì đây nè cả nhà. Đó. Đó, đây nè, thấy không? Đây mình lấy xuống nè xem nha. Đó cả nhà. Đó cái cây dừa này cả nhà. Nó dính được còn gì đó đó cả nhà. Đây nè cả nhà. Đó. Đó, quả đã luôn cả nhà. Rồi, chắc này mình tầm 7 cũng về nghe cả nhà. Hôm nay cũng được chục ngoài con cả nhà. Rồi mình cũng xin tạm dừng clip đi luôn nha cả nhà. Cả nhà xem clip mình thấy hay cả nhà cho mình một like và một đăng ký nha cả nhà. Rồi mình hẹn cả nhà clip tiếp theo của mình đó nha. Mình xin chào cả nhà luôn nha.